Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 20 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp để biết được trong hội đua thuyền Tết Đoan Ngọ, Bùi Nguyên Hoa lại giở thủ đoạn gì với Bùi Nguyên Ca và sẽ có những cuộc gặp gỡ nào đang chờ đợi Bùi Nguyên Ca nhé. Truyện được phát sóng vào lúc 10 giờ và 20 giờ hàng ngày. Nếu thấy hay, các bạn hãy để lại bình luận cổ vũ cho Trang, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận thông báo khi kênh ra những tập truyện mới. Mọi thông tin thay đổi, Trang sẽ cập nhật ở tab cộng đồng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 82. Bùi Nguyên Hoa chịu cầu xin tha thứ. Nghe được Thư Tuyết Ngọc nói muốn an bài hôn sự cho nàng, trong lòng Bùi Nguyên Hoa trầm xuống, môi đỏ mọng không thể kiềm chế mất đi huyết sắc. Nàng tự nhận là quốc sắc phương hoa, tài mạo song toàn, đức sắc đủ cả. Ý định luôn rất cao, không nghĩ tới đãi tuyển, nằm chắc trong tay, lại bất ngờ bị lạc tuyển. Theo tuổi tác mà nói, nàng đã 16, quả thực phải bàn chuyện hôn nhân. Nhưng hiện tại nàng thân là thứ nữ, trong phủ lại là Thư Tuyết Ngọc làm chủ, có thể cho nàng nói việc hôn nhân gì đó cho phải đây. Hơn nữa còn có một Bùi Nguyên Ca làm khó dễ từ bên trong, nó không chừng sẽ cố ý nhục nhã nàng, làm cho mối hôn sự của nàng cho một hàn môn đệ tử. Đừng nói là hàn môn đệ tử, cho dù là gia đình quan lại bình thường, Bùi Nguyên Hoa cũng thấy chướng mắt. Nàng là mỹ nhân, hoàn mỹ lộng lẫy như vậy, phải kết duyên với người đàn ông tôn quý nhất thế gian, ít nhất cũng phải gả vào hoàng thất. Chỗ khác, thật sự quá là bôi nhọ nàng rồi. Nghênh đón đôi mắt Thư Tuyết Ngọc chăm chú sâu xa, Bùi Nguyên Hoa suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ Thư Tuyết Ngọc sợ rằng hận không thể gả nàng ra ngoài ngay ngày mai. Mà nếu nàng muốn thoát khỏi lại vận mệnh này, tự nắm giữ tiền đồ trong tay, thì phải cùng lúc kéo dài thời gian hôn phối, về phương diện khác, mau chóng tìm được quyền quý thích hợp, giành trước một bước mới được. Nắm trong tay quyền trục, trong lòng Bùi Nguyên Hoa hơi bình tĩnh. Nàng đã có cơ hội tiếp cận Ngũ Điện Hạ. Về phần người trước, đành phải nói trước cho Thư Tuyết Ngọc tìm chút chuyện, để cho bà tạm thời không rảnh bận tâm hôn sự của mình. Bùi Nguyên Hoa mưu tính, ra vẻ thẹn thùng cúi đầu nói: mẫu thân cứ lấy con để trêu ghẹo. Gì mà hôn sự với không hôn sự chứ, con tình nguyện cả đời không lấy chồng, chỉ hầu hạ phụ thân và mẫu thân. Chẳng lẽ bây giờ phụ thân và mẫu thân có tứ muội hầu hạ dưới gối rồi thì thấy phiền chán con, muốn sắp xếp con ra ngoài hay sao? Đứa con gái lớn này luôn luôn đoan trang, rất ít khi lại làm nũng, trêu ghẹo như vậy. Bùi Chư Thành cười nói, ràng bén lưỡi nhọn. Hôn sự gì vậy? Đúng lúc này, mảnh cửa tơ tằm thêu hoa chim cá, trùng giáp vàng vừa rén lên, lộ ra vẻ mặt Bùi Nguyên Ca vui buồn lẫn lộn, bước xe nhẹ nhàng tiến vào trong phòng. Tử Uyển và Mộc Tê đi theo phía sau cười khanh khách nói, còn chưa đi đến cửa, đã nghe nói cái gì mà hôn sự với lập gia đình? Ai phải lập gia đình vậy ạ? Chẳng lẽ phụ thân và mẫu thân muốn tìm đại tỷ phu cho chúng con? Mau nói nghe một chút đi, ngược lại con rất muốn xem ai có thể xứng với đại tỷ tỷ của chúng ta. Với tướng mạo của đại tỷ tỷ, con thấy vào cung làm quý nhân cũng là dư giả. Đại tỷ tỷ, tỷ nói có phải hay không? Vừa nói vừa cười hướng Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc hành lễ, rồi sau đó bước đến bên cạnh Thư Tuyết Ngọc. Tiện nhà đầu lại còn dám nhắc đến vào cung làm quý nhân. Nếu không phải nàng ta phá rối thì lúc này đây, nàng làm sao còn ngồi chỗ này để bị nàng ta chế nhạo? Bùi Nguyên Ca chết tiệt, lại còn nói trước mặt mọi người như vậy, cố ý chọc vào chỗ đau của nàng. Trong lòng Bùi Nguyên Hoa giận dữ, trên mặt lại không lộ ra chút nào, cũng tươi cười nói, muội muội, tiểu nha đầu miệng ăn nói bừa bãi gì vậy? Gì mà lấy chồng hay không lấy chồng? Hóa ra chính là muội muốn gả đi, có phải tự mình xem chúng công tử nhà ai? Mau nói ra để cho phụ thân mẫu thân làm chủ cho muội. Lời này nguyên là không thỏa đáng, nhưng vì nàng dùng giọng điệu vui đùa nói đến, lại có vẻ như chỉ là trêu ghẹo muội muội mà thôi. Bùi Nguyên Ca lại biết lời này của nàng ta cũng không phải là bắn tên không đích, mà là đang nhắc nhở nàng, người hồi sáng ngày ấy, cố ý dừng một chút, quay đầu đi chỗ khác giãn giọng. Đại tỷ, tỷ chỉ thích nói bậy. Nói tuổi tác là đại tỷ lớn, cho dù muốn làm mai cũng là nói cho đại tỷ trước, đừng lấy muội làm ngụy trang. Hờn dỗi, nhưng cũng không có ý phủ nhận trong lòng có người mình coi trọng. Đương nhiên, Bùi Nguyên Hoa nghe ra được mấu chốt trong đó, lần này lại không trêu ghẹo, chỉ mím môi cười.
Bùi Trư Thành lại không có ý nghĩ phức tạp như vậy, chỉ ngắm tỉ muội các nàng trêu ghẹo nhau, lo cười nhìn tỉ muội các nàng đấu võ mồm, mắt nhìn con gái nhỏ đang hờn dỗi, liền cười chuyển đề tài, nói: "Hoa Nhi, quyển trục trong tay con cầm là cái gì vậy?" "Ai, chỉ lo đùa giỡn ầm ĩ với tứ muội muội, thiếu chút nữa con đã quên mất chính sự." Bùi Nguyên Hoa nhẹ nhàng gõ gõ trán chợt nói, dịu dàng đi ra phía trước mở quyển trục ra, nói: "Đây là lúc trước phụ thân ủy thác con gái xử lý tuyết liệt đồ, đã thêu xong. Phụ thân xem tạm xem thấy thế nào, nếu không có vấn đề gì, con gái để người mau chóng đưa qua cho Ngũ Điện Hạ. Dù sao, chậm trễ đã lâu như vậy, không thể lại dây dưa lỡ việc." "Ngũ Điện Hạ, thêu đồ?" Thư Tuyết Ngọc không biết ngọn nguồn sự tình, có chút mạc danh kỳ diệu. Không rõ làm sao Bùi Nguyên Hoa có thể có chỗ cấu kết với Ngũ Điện Hạ, nhưng thấy khóe miệng Bùi Nguyên Ca mỉm cười, hẳn là bộ dáng đã hiểu rõ tình hình, lại hơi hơi yên lòng. Lòng của Nguyên Ca so với bà càng nhiều ngoắt ngoéo hơn, mọi việc đều có thể phân rõ nặng nhẹ. Nếu nàng biết chuyện này, vẻ mặt lại là như vậy, nói vậy thì không có gì không thỏa đáng, cũng liền không nói tới. Sau khi mở quyển trục ra, tuyết bao phủ bi thương, trên đất tuyết mờ mịt, mơ hồ lộ ra hình dáng cây cỏ bi thương mênh mông. Một vầng minh nguyệt hạ xuống, người đàn ông khoác áo choàng màu đen, cưỡi ngựa đi săn dưới trời tuyết. Một đoạn hồng y sáng lên rất là lóa mắt, gần như là dập khuôn nguyên dạng thêu đồ sang đây. Hơn nữa, tấm thêu đồ này vận dụng nhiều phương pháp thêu đột, nhất là ở nhân vật và con bạch hổ kia, rõ ràng rành mạch, cảm giác có dũng khí miêu tả sinh động, hơn nữa rất sống động so với thêu đồ. Liền biết Bùi Nguyên Hoa sẽ động tay chân mà. Bùi Nguyên Ca khẽ mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn ở trên góc bên trên trái thi tử tuyết liệt đồ, vốn góc bên trái là một mảnh để lại trắng, hiện tại lại dùng sợi tơ màu đen thêu một bài ngũ ngôn tuyệt cú, xem nội dung là đang vịnh khen ngợi người cưỡi ngựa dũng mãnh. Hai câu sau cùng như là: "Trăng tròn xương tiêu tận, năm sau nán lại phương hoa." Nhìn như phù hợp tranh vẽ, đang miêu tả minh nguyệt như xương, muôn vàn cây điêu tàn, chỉ có thể chờ đợi năm sau ý cảnh phương hoa. Nhưng lấy chữ thứ nhất hai câu này và một chữ liên sau cùng, cũng là hai chữ viên hoa, cũng là tên Bùi Nguyên Hoa, Nguyên Hoa. Ở trong thêu đồ một vầng minh nguyệt, lại viết một bài thơ từ, khắc tên mình ở trong đó. Bùi Nguyên Hoa thật là phí tâm tư. Tú công không tệ, nhưng so với bức mai thọ đồ kia của Ca Nhi, gần như làm cho người ta không nhận ra là tranh thêu. Chẳng qua, có tay nghề như vậy cũng coi như là khó có được rồi. Lời bình của Bùi Trư Thành bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Hoa Nhi, thêu đồ này hình như không giống với lúc đầu. Sao có thể? Bùi Nguyên Hoa giật thót, làm bộ làm tịch nhìn thêu đồ, ra vẻ mờ mịt nói: "Con lại thấy so với mẫu thêu thì giống nhau như đúc." Nói xong lại mở ra tranh cuộn nguyên bản đặt ở bên cạnh thêu đồ so sánh, dĩ nhiên trên đó cũng đã xuất hiện thêm một vầng minh nguyệt, và góc trên bên trái kia là ngũ ngôn tuyệt cú, không có gì khác biệt. "Ý, con nhớ hình như không có vầng minh nguyệt và bài thơ này đâu." Bùi Nguyên Ca ra vẻ kinh ngạc hỏi, vẻ mặt lại có một chút không xác định. Bùi Nguyên Ca chết tiệt, quả nhiên lại muốn đối nghịch với mình. Bị mình cướp đi thêu đồ, đoạt đi cơ hội bộc lộ tài năng ở trước mặt Ngũ Điện Hạ, nàng ta chắc là vô cùng không cam lòng đi. Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Nguyên Hoa rốt cuộc cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Ở trên bức họa cuộn tròn và thêu đồ gian lận khi đó, nàng đã nghĩ đến làm sao ứng phó sau khi bị nhìn thấy, lập tức cười nói: "Chỉ sợ là muội muội nhớ lầm rồi, lúc ấy bức họa cuộn tròn cũng không bày ra hoàn toàn. Dù sao minh nguyệt và bài thơ này đều ở phía trên, không nhìn thấy cũng không có gì lạ. Bài thơ này là nàng hao phí tâm huyết làm ra, ẩn giấu tên tự của mình trong đó. Ngũ Điện Hạ vốn là phong lưu tài tuấn, sở trường về thi từ, nhìn thấy bài thơ này của nàng nhất định sẽ trầm trồ khen ngợi, sẽ đoán ra bí hiểm trong thơ, nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng với nàng. Có cơ hội, về sau lại nghĩ cách xuất hiện trước mặt Ngũ Điện Hạ, dựa vào thông tuệ và tài mạo của nàng, từng bước thăng chức ở trong tầm tay, lại chờ Ngũ Điện Hạ được lập làm thái tử, đăng cơ làm đế. Đến lúc đó, nàng nhất định phải để cho tiện nhân Bùi Nguyên Ca này phủ phục ở dưới chân mình, khổ sở và nải thương xót." Bùi Trư Thành cũng cho rằng mình nhớ lầm, cho nên không để ý nói: "Nếu đã thêu xong rồi, liền mau chóng đưa qua đi, chuyện phiền lòng thế này xong sớm an tâm sớm." Thấy Bùi Nguyên Hoa đang muốn đi xuống an bài, bỗng nhiên lại gọi nàng lại, suy tư một lát nói: "Chuyện này Hoa Nhi con tự đi thì không thỏa đáng,
Giao cho ta đi, ta phái người đưa qua cho Vũ Điện Hạ là được. Quy củ vương triều đại hạ, trước khi lập thái tử, tất cả hoàng tử không phân biệt trưởng ấu, toàn bộ đều ở tại hoàng cung. Sau khi lập thái tử, những hoàng tử đủ 15 tuổi liền được phân phủ đệ bên ngoài. Hiện giờ, tuy Ngũ Điện Hạ Vũ Hoàng Chiết là con trai trưởng, cũng rất có danh vọng trong quan văn, nhưng đương kim hoàng đế lại chậm chạp không biểu lộ ra ý lập thái tử. Bởi vậy, Vũ Hoàng Chiết cũng vẫn còn đang ở tại hoàng cung, ở Mục Dương Cung. Nghe nói ngoài cung có người của Bùi phủ cầu kiến, Vũ Hoàng Chiết hơi giật mình, lập tức sai người tuyên tiến vào. Nhưng mà, tiểu thái giám trở về bẩm tấu nói, hồi điện hạ, vị hộ vệ Bùi phủ kia chỉ đem thứ này giao cho nô tài, nhờ nô tài chuyển giao cho Ngũ Điện Hạ, rồi liền rời đi, nói Ngũ Điện Hạ thấy đồ bên trong là hiểu. Nói xong, hai tay chỉnh lên hai cái hộp dài nhỏ sơn đen khắc hoa. Vũ Hoàng Chiết nhận lấy mở ra, thấy là bức tuyết liệp đồ cuộn tròn và bản vẽ kia, trong lòng cảm thấy nao nao. Bức họa cuộn tròn là do hắn giúp Diệp Vấn Khanh tìm họa sư, tự nhiên rõ ràng nội dung bên trong. Thấy dư ra một vầng minh nguyệt và một bài ngũ ngôn tuyệt cú, vừa mới bắt đầu còn cho rằng đây là Bùi Nguyên Ca làm để tương hợp với mình, trong lòng một trận vui sướng, nhưng suy nghĩ lại thì cảm thấy không đúng. Ngày ấy ở Bạch Y Am, hắn hỏi chuyện thêu đồ, vẻ mặt Bùi Nguyên Ca cực kỳ hời hợt, dường như cũng không để bụng, làm sao có thể cố ý làm thơ tương hợp đấy. Huống chi, hắn đã từng nghe nói thêu kỹ và thi họa của Bùi Nguyên Ca đều là nhất tuyệt, mai thọ đồ mày nàng thêu khiến Bùi Chư Thành vui đến mức ngay cả xuân mai đầu của phụ hoàng ban tặng cũng gỡ xuống. Mà bức thêu đồ này tuy cũng coi như thượng phẩm nhưng vẫn có chút tác phong của thợ thủ công, chỉ sợ cũng không phải là từ chỗ Bùi Nguyên Ca. Ngày ấy thưởng hoa yến, Bùi Nguyên Ca ở Trường Xuân Cung làm thơ về biên cương, hắn cũng từng nghe qua, mạnh mẽ thê lương, mà bài thơ hiện tại trên thêu đồ này lại nồng đậm hơi thở khuê cát, quả quyết không phải là Bùi Nguyên Ca làm. Ngẫm lại bên trong, Bạch Y Am, lời nói của Bùi Nguyên Ca và bộ dáng ngày đó, có lẽ bức thêu đồ này hơn phân nửa là Bùi Tam tiểu thư thêu. Về phần dụng ý, vầng minh nguyệt và bài thơ này cũng vô cùng rõ ràng là vì để lộ ra tài hoa, thuận tiện lấy lòng hắn, còn cố ý phái hộ vệ Bùi phủ đưa tới. Chỉ mong sao người trong thiên hạ đều biết, nói Vũ Hoàng Chiết hắn yêu ái nàng. Nữ nhân nồng cạn hư vinh, so với Bùi Nguyên Ca trong sáng xinh đẹp khéo léo kia, căn bản không thể so sánh. Vũ Hoàng Chiết được nữ nhân lấy lòng rất nhiều, bởi vậy cũng có chút phiền chán. Vốn cho là, thêu đầu này nếu là Bùi Nguyên Ca thêu, hắn liền sẽ chặn lại, sẽ không để cho nó rơi vào trong tay Vũ Hoàng mặc. Nhưng hiện tại là do Bùi Nguyên Dung thêu, tú công này cũng không giàu cách thêu trong cung. Bài thơ này còn thêm hơi thở khuê cát như vậy, nhu nhược tinh tế, trái lại đúng lúc có thể cho nha đầu Diệp Vấn Khanh kia đưa đi lấy lòng Vũ Hoàng mặc. Nghĩ tới đây, Vũ Hoàng Chiết liền phân phó nói, người đâu, đem hai thứ này đưa tới Diệp phủ đi, giao cho Vấn Khanh biểu muội. Người hầu lĩnh mệnh rời đi, mi tâm Vũ Hoàng Chiết nhăn lại, trầm tư mê mẩn. Tuy là hắn tự phụ kiêu ngạo nhưng cũng không ngốc, gặp nhau vài lần, Bùi Nguyên Ca luôn quy củ giữ lễ, thờ ơ lạnh nhạt, dường như là vô ý với hắn. Vũ Hoàng Chiết cũng có chút tức giận, chẳng qua chỉ cần hắn cầu được ý chỉ mẫu hậu, cho dù Bùi Nguyên Ca không nguyện, cũng chỉ có thể gả cho hắn, cả đời cũng chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, lấy lòng hắn. Huống chi, hắn vừa trẻ tuổi tôn quý như vậy, tài hoa hơn người, dung mạo tuấn lãng, lại sủng ái nàng như vậy, Bùi Nguyên Ca cuối cùng cũng sẽ động tâm. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt Vũ Hoàng Chiết hiện lên một tia sáng sắc nhọn. Cho nên, sau khi cung ma ma gặp qua Bùi Nguyên Ca, hắn lại hướng mẫu hậu xin ý chỉ tứ hôn. Hắn tin tưởng, với tài mạo nhân phẩm Bùi Nguyên Ca, cung ma ma là người của hoàng tổ mẫu, về sau được hoàng tổ mẫu ban cho mẫu hậu, hầu hạ hai đời hoàng hậu, nhận định mắt sáng như đuốc. Cho dù tầm mắt có cao, nhưng đối với người Vũ Hoàng Chiết hắn có thể xem trọng, cung ma ma này nhất định cũng sẽ tán thưởng. Tiết đoan ngọ, ăn bánh trưng, thi đấu thuyền rồng là ngày hết sức náo nhiệt. Nữ tử vương triều đại hạ, chỉ có ngày hội như vậy mới có thể quang minh chính đại dạo chơi ngắm cảnh trên đường phố. Đừng nói tiểu thư gia thế lớn, ngay cả bọn nha hoàn đều mỏi mắt trông mong. Ngay cả Bùi Nguyên Dung bị cấm túc, cũng bị nha hoàn bên cạnh khuyên đến động tâm, lại muốn ra ngoài mới có cơ hội khoe khoang ở giữa thiếu niên quý tộc. Nhưng nàng đang bị cấm túc, đến cả gặp mặt Bùi Chư Thành cũng không thể, lại làm sao cầu tình. Đại tiểu thư, rộng lượng từ bi, tam tiểu thư bị cấm túc mấy ngày nay, cả ngày buồn bực ở trong sân, tâm tình tích tụ. Đại tiểu thư xưa nay có thể diện ở trước mặt lão gia,
Tam tiểu thư lại là thân muội muội của người, xin người cho Tam tiểu thư một cái nhân tình đi. Vả lại, chúng nô tỳ Thái Vi Viên xin cảm kích ân đức của đại tiểu thư. Nghĩ tới lời Tử Ngọc, vì Thích Văn Ngọ có thể ra ngoài đi chơi vui vẻ, Tương Ngọc liền không ngừng cầu xin với Bùi Nguyên Hoa. Nàng tìm thời cơ thật chuẩn, chính là trên đường Bùi Nguyên Hoa đến Kim Gia Viện thỉnh an, chung quanh còn có nô bộc của các viện khác, thấy thế đều đã đưa ánh mắt tụ tập qua đây. Vốn trong phủ đã dần dần có lời đồn đại, đại tiểu thư lạnh lùng tuyệt tình, nói nàng đối với Trương Vân thấy chết mà không cứu, lại trông mong bám lấy phu nhân, hiện giờ lại đang là ở nơi đông người. Tương Ngọc còn nói đến thê lương như vậy, đem Bùi Nguyên Hoa tức giận đến nộ hỏa công tâm. Không nghĩ tới Tương Ngọc này chỉ cần là sự tình liên quan tới Bùi Nguyên Dung thì liền chạy tới trước mặt nàng cầu tình. Hiện tại Tương Ngọc đã lời hay nói tận, lại ở trước mặt mọi người, Bùi Nguyên Hoa biết nếu mình cự tuyệt chỉ sợ ngày mai bên trong phủ lời đồn sẽ lại muốn bay tán loạn. Tuy là nói lúc này phụ thân còn không nghe thấy, cũng không để ở trong lòng, nhưng miệng nhiều người sói chảy vàng, cuối cùng một ngày sẽ dồn nàng đến chỗ chết. Không còn cách nào, chỉ có thể nén giận đáp lại, đi tới Kim Gia Viện. Đúng lúc Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc đều đang ở đây, sau khi thỉnh an lại vì Bùi Nguyên Dung cầu nhân tình. Phụ thân trách phạt ta muội muội con gái không dám xen vào, chỉ là dù sao vẫn giữ người buồn bực ở trong sân, ngược lại tâm tình tích tụ cũng không phải là chuyện tốt, không bằng hôm nay để cho ta muội đi theo chúng ta cùng nhau ra ngoài gạt bỏ giải sầu. Và lại nếu khiến cho ta muội biết rõ tấm lòng của phụ thân và mẫu thân, sẽ thành tâm xem xét lại sai lầm của bản thân, còn xin phụ thân và mẫu thân đáp ứng. Bùi Chư Thành nhíu mày trầm tư không nói. Tâm tư của nha đầu Dung Nhi kia càng lúc càng lớn, nếu không dạy bảo cho tốt, không biết sẽ nảy sinh ra cái tai vạ gì. Thư Tuyết Ngọc lại càng không muốn mang Bùi Nguyên Dung phiền toái này ra ngoài, đang muốn cự tuyệt, bỗng nhiên bị Bùi Nguyên Ca bên cạnh lôi kéo góc áo. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Bùi Nguyên Ca chớp chớp mắt với bà, lẳng lặng nói: mẫu thân, khó có được mảnh tâm ý này của đại tỷ tỷ đối với tam tỷ tỷ, người liền đáp ứng đi thôi. Tam tỷ tỷ làm việc mặc dù có chút không ổn, nhưng đại tỷ tỷ lại là người rất thỏa đáng, lại cùng tam tỷ tỷ là tỷ muội ruột thịt, có đại tỷ tỷ trông nom, người và phụ thân còn có cái gì phải lo lắng chứ. Nghe vậy, Bùi Nguyên Hoa gần như tức giận đến nghiến răng. Bị Bùi Nguyên Dung ngu ngốc kia đánh một bạt tai, đã không thể phát tác, còn phải che giấu cho nàng ta, lại còn bị Tương Ngọc cầu tình trước mặt mọi người, không thể không đến nói chuyện thay cho Bùi Nguyên Dung. Hiện tại lại bị lời này của Bùi Nguyên Ca khiêu khích, ngọn lửa trong lòng chỉ muốn bùng lên thiêu đốt hết thảy. Ở mặt ngoài, lời của Bùi Nguyên Ca là vì Bùi Nguyên Dung cầu tình thay cho Bùi Nguyên Hoa nàng nói chuyện, nhưng trên thực tế cũng là bất động thanh sắc, ném cái phiền toái lớn này đến trên người nàng, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Gì mà đại tỷ tỷ trông nom tam tỷ tỷ, còn có cái gì lo lắng? Đây rõ ràng là nói, nếu hôm nay Bùi Nguyên Dung gây ra cái tai vạ gì, thì chính là do tỷ tỷ nàng không trông nom tốt. Bùi Nguyên Ca này thật sự quá âm hiểm, quá độc địa rồi. Trong lòng Bùi Nguyên Hoa hận đến nghiến răng, lại nửa phần cũng không dám lộ ra, chỉ ở trong lòng mắng chửi Bùi Nguyên Dung, Tương Ngọc và Bùi Nguyên Ca vô số lần. Thử Tuyết Ngọc cũng nghe ra tầng ý này, mỉm cười nói, một khi đã như vậy, vậy thì để cho tam cô nương cùng ra ngoài đi. Bùi Chư Thành nghĩ tới vị con gái lớn này xưa nay luôn ổn thỏa, có nàng trông nom, chắc Bùi Nguyên Dung cũng không làm ra được chuyện gì. Chỉ cần Dung Nhi đừng đặt tâm tư ở chỗ không nên là được, bèn cũng gật đầu. Bàn bạc đã định, Bùi Chư Thành lại phái người đi gọi Bùi Nguyên Dung cùng ra ngoài phủ. Ai ngờ, vừa mới ra khỏi cửa, khi Bùi Nguyên Ca đang muốn dẫm xuống bậc thềm xe đi lên, Bùi Nguyên Sảo lại đột nhiên lao lên trước hai bước, vừa vặn dẫm lên váy Bùi Nguyên Ca. Chỉ nghe soạt một tiếng, váy gấm dệt mềm mại nhẹ nhàng rách ra một đường lớn. Bùi Nguyên Sảo sợ đến mặt mũi trắng bệch. Vừa rồi đột nhiên phía sau nàng có một lực đẩy mạnh, không tự giác ngã về phía trước, không nghĩ tới lại dẫm rách váy Bùi Nguyên Ca. Trong cơn tức giận của phụ thân, nếu hôm nay không cho nàng ra ngoài thì vẫn còn là chuyện nhỏ, ví như bởi vậy còn cho rằng nàng vì ghen tị với Bùi Nguyên Ca lén dùng thủ đoạn, vậy thì thảm rồi. Tứ muội muội, ta thật sự... Bùi Nguyên Sảo bối rối muốn giải thích, nhưng vì sợ hãi nên mãi không nói được thành câu. Ngược lại Bùi Nguyên Ca lại mỉm cười nói, nhị tỷ tỷ, muội biết tỷ không phải cố ý, không cần sợ hãi như vậy, dù nói thế nào chúng ta cũng là tỷ muội, đâu có đạo lý vì một chiếc váy liền trở mặt. Ánh mắt lại xẹt qua gương mặt xinh đẹp của Bùi Nguyên Sảo, rơi ở trên người Bùi Nguyên Hoa, đang đi theo sóng vai Bùi Nguyên Dung sau lưng nàng.
Nàng dám khẳng định, việc này là Bùi Nguyên Hoa giở trò. Chỉ là không biết Bùi Nguyên Hoa làm như vậy là có mục đích gì. Hiện tại ở cửa Bùi phủ, dù váy nàng bị giẫm rách rồi, hồi phủ đổi lại cũng không sao. Lại không có khả năng ngăn chặn để cho nàng không đi xem thi đấu huyền rồng được. Chẳng qua, Bùi Nguyên Hoa tuyệt đối không bắn tên không đích. Nàng cần phải cẩn thận, cảnh giác, yên lặng xem xét là được. Bản năng Thư Tuyết Ngọc cũng cảm thấy chuyện này có kỳ lạ, lại nói không ra ở chỗ nào. Chỉ nói, Nguyên ca, con nhanh đi thay quần áo, chúng ta chờ con. Bùi Chư Thành đầu mày hơi hơi nhíu, lại cũng không nói chuyện. Mẫu thân, đoan ngọ thi đấu thuyền rồng này là việc trọng đại của vương triều đại hạ chúng ta. Bởi vậy hàng năm rất nhiều người tìm tới. Chúng ta tuy là từ vị trí ở bờ sông Xích Hà bên cạnh Di Nhiên Cư, nhưng nếu là đi trễ, chỉ sợ đường đều sẽ bị chặn. Mấy năm nay, Bùi Nguyên Hoa vẫn theo Trương Vân ra ngoài, đối với loại sự việc này thì hiểu biết rất rõ ràng. Con gái ở chỗ này cùng tứ muội muội, chờ tứ muội đổi lại quần áo xong, hai người chúng con cùng nhau qua. Về phần phụ thân, mẫu thân và hai vị muội muội nên đi trước. Phụ thân cảm thấy như vậy được không ạ? Lại muốn ở lại cùng nàng thay quần áo, lại còn cùng nhau đi qua, tuyệt đối là có vấn đề. Nhưng nàng chưa bao giờ sợ người dở thủ đoạn, bởi vì chỉ cần cơ hội động tâm, bất kể an bài được chu đáo chặt chẽ bao nhiêu, đều có thể để lại sơ hở. Kia chính là lúc bắt lấy cơ hội phản kích, cũng là cái gọi là hậu phát chế nhân. Bởi vậy, Bùi Nguyên ca tự nhiên không sợ, cười nói. Con quanh năm không ra cửa, trái lại cũng không biết những thứ này. Một khi đã như vậy, cũng không chậm trễ phụ thân, mẫu thân và hai vị tỷ tỷ, để cho đại tỷ theo giúp con là được. Bùi Chư Thành cũng biết, thi đấu thuyền rồng đám đông chen chúc, mặc dù hai người con gái này đều hành động hết sức ổn thỏa, nhưng vẫn là có chút do dự. Bùi Nguyên ca và Bùi Nguyên Hoa tới trễ, nhưng Bùi Nguyên Dung là người cao hứng nhất. Nàng chỉ mong sao hai người này dứt khoát không cần tới, miễn cho che khuất hào quang của nàng. Còn Bùi Nguyên Xảo, căn bản là nàng không để vào mắt. Bởi vậy, trong lòng chờ mong phụ thân đồng ý, nhưng bị trách phạt nhiều lần, nàng cũng học được chút kiềm chế, cũng không vội vã mở miệng. Bùi Nguyên Xảo liền nói, phụ thân, là con làm lỡ thời gian của mọi người, vẫn là để cho con đi cùng tứ muội muội đi. Nàng làm như vậy là vì muốn bày tỏ nàng cũng không phải là có ý tính kế Bùi Nguyên ca, mà cố ý dẫm hư váy của nàng ấy, cho nên cam nguyện ở lại, cùng muốn đến trễ thời gian với Bùi Nguyên ca. Coi nhị muội nói gì kìa, người biết thì nói muội hiểu chuyện, người không biết còn tưởng rằng lòng dạ tứ muội hẹp hòi, mọi chuyện đều ghi hận. Bùi Nguyên Hoa làm sao có thể để cho nàng ta phá hư chuyện tốt của mình, lúc này mở miệng nói, có vẻ như trêu ghẹo. Lại không biến sắc bôi đen Bùi Nguyên Xảo ở trước mặt Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc, lại nói, hơn nữa nhị muội muội và tứ muội muội thường ngày ít đi ra ngoài, rất dễ lạc đường, vẫn là con ở lại cùng tứ muội muội. Phụ thân, mẫu thân yên tâm, chúng con ra ngoài ngồi xe ngựa cũng sẽ mang theo hộ vệ Bùi phủ, không có việc gì. Bùi Nguyên Xảo ngoài mặt chất phác nhưng là trong lòng thông thấu, làm sao lại không nghe ra ý trong lời nói này của Bùi Nguyên Hoa. Sắc mặt biến đổi tức khắc, có chút hoài nghi nhìn vị đại tỷ hòa ái dễ gần này. Chẳng lẽ nói, người lúc nãy đẩy nàng đúng là nàng ta? Nàng ta vồn vã muốn ở lại cùng với Bùi Nguyên ca, tới cùng là có dụng ý gì? Có phải muốn ám toán gì đó với Bùi Nguyên ca hay không? Nếu quả thật là như vậy, Bùi Nguyên ca xảy ra chuyện, tới cuối cùng có thể lại tính tới trên đầu nàng hay không? Dù sao cũng bởi vì nàng dẫm hư váy của Bùi Nguyên ca mới làm hại nàng ấy chậm trễ thời gian. Nếu thực sự xảy ra chuyện, với sủng ái của phụ thân và mẫu thân đối với tứ muội, nàng chỉ sợ khó chối tội này. Huống chi Bùi Nguyên Xảo lén lút nhìn Thư Tuyết Ngọc, vị mẹ cả này hiện tại đã có chút hoài nghi và ngờ vực. Mẹ đẻ nàng vốn là không được sủng ái, tuy là phu nhân không thích nàng nhưng cũng không cố ý làm khó dễ. Những ngày tháng này cuộc sống của nàng dễ chịu rất nhiều. Nếu vì chuyện này mà phu nhân lại nổi lên ngờ vực vô căn cứ với nàng, vậy thì thật là nguy rồi. Vẫn là để muội cùng với tứ muội đi đi, Bùi Nguyên Xảo áy náy nói. Tuy là muội không biết đường, nhưng tiểu thư chúng ta ra ngoài luôn luôn ngồi trên xe ngựa, xa phu rất quen thuộc với đường kinh thành. Nếu mà ngay cả chỗ thi đấu thuyền rồng nơi nào cũng không biết, vậy thì chả khác nào làm trò cười cho mọi người trong nghề rồi ư? Hơn nữa lòng dạ tứ muội độ lượng, sẽ không so đo chuyện này của muội, mà trong lòng muội dù sao vẫn khó tránh khỏi bất an. Đại tỷ, coi như cho muội cơ hội lập công chuộc tội đi. Bùi Nguyên Xảo này, đôi mắt Bùi Nguyên Hoa nheo lại, trong ngày thường chỉ sợ mọi người đã nhìn lầm nàng ta rồi. Lời nói này nói ra thích hợp khéo léo, đã bảo vệ Bùi Nguyên ca,
lại biểu lộ chính mình là xin lỗi, cũng là những câu có lý. Nào đâu có bộ dáng chất phác ít lời ngày thường, xem ra che giấu đủ sâu. Lại vào thời điểm này, nhảy ra muốn phá hư chuyện của nàng. Trong lòng Bùi Nguyên Hoa thầm hận, Bùi Nguyên Ca dòng chính nữ này được sủng ái. Nàng tạm thời không thể động, chẳng lẽ còn không chừng trị được Bùi Nguyên xảo thư nữ bị vắng vẻ này hay sao? Chẳng qua, lúc này quan trọng hơn là không thể để cho Bùi Nguyên xảo ở lại cùng Bùi Nguyên Ca. Bằng không, có nàng ta ở bên cạnh gây trở ngại, mình tính kế chỉ sợ sẽ thất bại. Đang muốn tìm từ cãi lại, Bùi Nguyên Ca bên cạnh lại dường như có chút không kiên nhẫn, mở miệng nói chuyện. Được rồi, chuyện cũng không có gì đáng ngại, đâu cần toàn gia tụ ở cửa nghiêm chỉnh thảo luận không ngừng như vậy. Bùi Nguyên Ca lại cười mà giận dữ, nếu là muội phải thay quần áo, vậy thì để muội định đoạt. Nhị tỷ, tỷ và tam tỷ đi trước cùng phụ thân và mẫu thân, miễn cho bị trễ thời gian, đại tỷ ở lại theo giúp muội là được. Cứ thế này kéo dài dây dưa, chỉ sợ mọi người cùng nhau đều bị chậm trễ, như vậy không đáng. Nói xong, cũng không chờ mọi người lên tiếng, kéo Bùi Nguyên Hoa xoay người hồi phủ. Hai người đại nha hoàn cũng vội vàng đi theo. Nhìn bộ dáng nàng hờn dỗi, trong lòng Bùi Nguyên xảo hâm mộ một trận. Rõ ràng cùng là Bùi phủ tiểu thư, Bùi Nguyên Ca dám nói chuyện như vậy. Nhưng phụ thân, mẫu thân sẽ không buồn bực nàng, ngược lại càng cảm thấy nàng ta đáng yêu. Lúc nào, nàng cũng có thể phóng đạt phấn khởi như vậy. Thở dài, theo Bùi Nguyên Dung cùng lên xe ngựa của Thư Thuyết Ngọc, Bùi Chư Thành cưỡi ngựa ở phía trước mở đường, để lại một chiếc xe ngựa khác cho Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa, đoàn người chậm rãi hướng về sông Xích Hà. Trở về Tĩnh Xu Trai, Bùi Nguyên Hoa ở phòng khách chờ, Bùi Nguyên Ca thì vào nội thất thay quần áo, tóc y sức của nàng mặc hợp thành bộ, bây giờ váy bị dẫm hư, tất cả đều phải thay. Trung y màu trắng gạo theo biển chỉ bạc, bên ngoài khoác chiếc áo cộc tay cân vạt màu lam nhạt, váy lót mảnh màu thiên thanh ngang ngực, màu sắc như khói lồng xương, vòng quanh giống như có như không, theo bước chân như ẩn như hiện, giống như hoa đệm vây đỡ thân hình nhỏ bé và yếu ớt của Bùi Nguyên Ca, có vẻ đặc biệt thanh lệ thoát tục. Bùi Nguyên Ca nhìn chính mình trong kính, nghĩ nghĩ, nói, Mộc Tê, giúp ta trải xong hoàn kế. Còn trang sức thì chọn châm khổng tước xanh biếc sáng bóng, lộng lẫy mà lại trầm ổn không khoa trương. Bởi vì không biết sẽ gặp phải chuyện gì, bớt chọc vào thị phi. Bùi Nguyên Ca cố ý làm nổi bật bên ngoài bản thân như trẻ con, cho dù xuất hiện tình huống ngoài dự kiến gì, cũng có thể ỷ tiểu mại tiểu. Nghĩ đến không rõ ý đồ của Bùi Nguyên Hoa, Bùi Nguyên Ca ngón tay mảnh khảnh xẹt qua hộp trang sức rực rỡ, muôn màu sắc. Sau cùng nhặt lên một cây châm bạch ngọc, cắm vào chỗ không thấy được phía sau búi tóc. Lại lựa chọn quần áo, lại phối trang sức, làm chậm trễ thời gian. Bùi Nguyên Ca vừa ra nội thất liền xin lỗi hướng về Bùi Nguyên Hoa. Tứ muội đừng khách khí như vậy, bé gái thích trưng diện là tính trời sinh, tự nhiên muốn trang điểm đẹp mới có thể ra ngoài gặp người. Biểu hiện Bùi Nguyên Hoa vẫn như cũ, hết sức khéo léo hiểu lòng người. Không biến sắc, quan sát. Trang phục toàn thân Bùi Nguyên Ca này, xinh đẹp nho nhã thoát tục, nhưng chung quy vẫn làm cho người ta cảm thấy chỉ là một đứa con nít, không so được với thành thục xinh đẹp dịu dàng trang nhã của nàng ta. Trong lòng biến đổi, cười mỉm lôi kéo cánh tay Bùi Nguyên Ca, nếu muội đã trang điểm xong, vậy chúng ta liền nhanh chóng ra ngoài đi. Lên xe ngựa, Sa Phu dương roi, điều khiển ngựa hướng Di Nhiên Cư mà đi. Bốn gã hộ vệ Bùi phủ theo sát phía sau. Quả nhiên là ngày hội Đoan Ngọ, trên đường phố người người đông nghìn nghịt, đều hướng về phía sông Xích Hà mà đi. Đúng theo như lời Bùi Nguyên Hoa, đám người chen chúc tắc đường, xe ngựa căn bản không thể đi qua. Ngoài xe ngựa của bọn họ, còn có hơn 10 chiếc khác. Vén mảnh lên nhìn một chút tình hình bên ngoài, Bùi Nguyên Hoa đề nghị nói, tứ muội, không bằng chúng ta xuống xe đến trải lâu bên kia ngồi một chút, hoặc là đi dạo cửa hàng, cũng tiện tiêu phí thời gian, chờ lúc đám đông qua đi, lại đi Di Nhiên Cư tìm phụ thân và mẫu thân. Tình hình hiện giờ, ngoại trừ chờ đợi xác thực cũng không có biện pháp nào khác. Chẳng lẽ nói, Bùi Nguyên Hoa cố ý đẩy Bùi Nguyên Xảo dẫm hư váy của nàng chậm trễ thời gian chính là vì việc này? Đám đông chắn, xe ngựa không qua được, lúc các nàng chạy tới Di Nhiên Cư đã trễ. Đúng là, vậy thì có chỗ tốt gì với Bùi Nguyên Hoa? Nàng ta cũng phải ở đây cùng nàng chờ đợi vô ích. Bản thân Bùi Nguyên Ca tự nhiên không suy nghĩ xuất hiện ở loại địa phương đó. Đi sớm đi trễ, ngược lại không sao cả. Nhưng tính tình Bùi Nguyên Hoa phải là rất vui sướng, sớm chạy đi, tìm cơ hội lộ ra tài năng, tiện biểu hiện hơn người của nàng ta. Làm sao có thể buông tha cơ hội này ở đây cùng nàng chứ? Chuyện này nhìn như hợp lẽ, nhưng khắp nơi đều lộ ra kỳ quái.
Tới cùng, Bùi Nguyên Hoa là có chủ ý gì? Bởi vì nghĩ không ra, lòng cảnh giác của Bùi Nguyên Ca rất cao, nhưng nàng cũng không sợ hãi, cười nói. Đại tỷ nói đúng, vậy chúng ta liền xuống xe đi một chút. Hai người đeo khăn che mặt xuống xe ngựa, Bùi Nguyên Hoa quay đầu dặn dò nói. Ta muốn cùng tứ muội đi dạo chơi, ngươi ở đây nhiều người hỗn tạp, các ngươi phải ở lại coi tốt xe ngựa. Yên tâm, ta và tứ muội chỉ đi lại ở gần đây cũng không có việc gì, lại nói còn có bọn nha hoàn đi theo. Lời này cũng là lời nói với bọn hộ vệ Bùi phủ. Bọn hộ vệ biết vị đại tiểu thư này rất được sủng ái cũng không dám cãi lời, thấy tứ tiểu thư cũng không lên tiếng cho nên liền làm theo. Bởi vì là Tết Đoan Ngọ, trong cửa hàng hai bên đường cũng bày rất nhiều những đồ vật, bánh chưng, thắt dễ cỏ, hà bao, thêu ngũ độc, trừ tà, tượng bùn đất khuất nguyên, vật trang trí gốm sứ giả dạng thuyền rồng, có đủ loại đồ chơi xinh xắn lung linh. Nhóm tiểu thư gia thế vọng tộc cũng bị chặn xe ngựa, đều top 5 top 3 xuống xe, bày ở trước những sạp cửa hàng kia, lựa chọn những thứ yêu thích. Tháp bát bảo linh lung, Tết nan tre này rất thú vị, rất tinh xảo, tứ muội có thích không? Bùi Nguyên Hoa tiện tay cầm lấy một món đồ hỏi Bùi Nguyên Ca, thấy nàng gật đầu, liền dặn dò Lưu Sương trả tiền, lại đưa tới cho Bùi Nguyên Ca nói. Khó được có thể ra ngoài hít thở không khí. Thứ đồ chơi này coi như tỷ tặng cho muội, chúc mừng Tết, muội đừng chê đơn sơ. Tuy là Tử Uyển Mộc Tê và Lưu Sương Lưu Nhứ đi theo bên cạnh, nhưng Bùi Nguyên Ca tha thiết như vậy vẫn là lộ ra kỳ lạ. Từ lần đó trong Bạch Y Am, sau khi hai người triệt để trở mặt, bí mật thấy nàng, Bùi Nguyên Hoa tuy là không đến mức lộ nguyên hình, nhưng cũng sẽ không chu đáo giữ gìn hình tượng đại tỷ của nàng ta khắp nơi. Như thế nào hôm nay lại đột nhiên trở nên ân cần như vậy? Chẳng qua là, chính là Bùi Nguyên Ca muốn yên lặng xem Bùi Nguyên Hoa hát được tuồng nào, do đó vui vẻ tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn. Sáu người từ từ đi tới, dọc theo đường đi, Bùi Nguyên Hoa rất là ân cần, chỉ cần thấy Bùi Nguyên Ca lưu luyến, liền lập tức ra tiền mua tặng cho nàng. Trái lại, Bùi Nguyên Ca ai đến cũng không từ chối, hết thảy lệnh Tử Uyển Mộc Tê thu vào. Bùi Nguyên Hoa bỗng nhiên thở dài, nói với bọn nha hoàn, các người cả ngày cũng gò bó trong phủ, khó có được ra ngoài dạo chơi, đi xung quanh nhìn xem một chút đi. Ta và tứ muội có chút mệt mỏi, ngồi ở trà lâu này một lát, các người chơi đủ, trở về tìm chúng ta. Nói xong, lôi kéo tay Bùi Nguyên Ca ngồi trong trà lầu bằng trúc đơn giản bên cạnh, kêu hai ly trà, nhưng lại không uống. Lưu Sương và Lưu Nhứ cũng thôi. Tử Uyển Mộc Tê lại nhìn Bùi Nguyên Ca, thấy nàng gật đầu, lúc này mới rời khỏi. Hai vị nha hoàn này của muội thật sự là rất trung thành, ngoại trừ lời của tứ muội thì ai nói cũng không nhận. Bùi Nguyên Hoa nhìn bóng dáng hai người đi xa tán thưởng nói, quay đầu nhìn Bùi Nguyên Ca, đôi mắt hơi xoay chuyển. Ta biết lúc này đấy lòng muội muội có nhiều nghi hoặc, cũng có rất nhiều hoài nghi với ta. Chúng ta đơn giản giải bày ra nói, không sai, là ta đẩy nhị muội, lại cố ý chậm trễ thời gian, cố ý để lại hai chúng ta. Tứ muội nếu giận ta chậm trễ ngươi xem thuyền rồng thì cứ mắng ta, nếu lại chưa hết giận cho ngươi đánh hai cái thì thế nào? Nếu nói những lời này xem ra là chuẩn bị ngả bài rồi đây. Bùi Nguyên Ca nói, đại tỷ nói gì đó, tỷ muội chúng ta sao lại bởi vì việc này mà để bụng chứ? Muội muội nếu nói như vậy đó chính là thật sự còn đang buồn ta rồi. Bùi Nguyên Hoa thở dài, vẻ mặt ảm đạm. Cũng không trách muội muội, là tỷ quá đáng, đơn giản là tỷ xem chuyện đãi tuyển vô cùng quan trọng, không rõ nguyên nhân lại lạc tuyển, thật sự là tức giận đến có chút hồ đồ. Cho nên ngày đó ở Bạch Y Am liền giận chó đánh mèo đến trên người muội muội, nói rất nhiều chuyện không nên nói, lại vẫn xin muội muội xem trên phần chúng ta đều là con gái Bùi phủ, có thể tha thứ cho tỷ lần này. Mấy ngày nay giằng co với muội, tỷ mới coi như rõ ràng những đạo hạnh này của ta ở trong mắt của muội cái gì cũng không đúng. Khó trách ta cam chịu khắp nơi, chỉ cần lúc này muội có thể tha thứ cho ta, muốn ta như thế nào, cho muội chịu nhận lỗi đều có thể. Lời nói này là nửa thật nửa giả, vẻ mặt lại vô cùng thành khẩn, khiến Bùi Nguyên Ca cảm thấy sự tình càng thú vị. Chẳng lẽ Bùi Nguyên Hoa này làm nhiều chuyện như vậy chỉ bởi vì lúc này chịu thua, muốn cầu xin tha thứ với nàng ư? Chương 83. Vạn cặn bã đắc tội quyền quý. Tỷ biết tỷ nói những lời này, tứ muội tất nhiên sẽ không tin, dù sao chuyện này là tỷ khơi mào trước. Bùi Nguyên Hoa thở dài, dung nhan vinh diễm che phủ một tầng ảm đạm. Tứ muội,
Kỳ thật chúng ta cũng không có xung đột lợi ích lớn. Chuyện gì nương, tỷ biết bà tự mình làm bậy, chưa bao giờ oán hận ngươi. Điểm ấy muội cũng rõ ràng. Nếu như nói tỷ ta có cái gì không tốt, chính là lòng dạ cao một chút, một lòng muốn gả cho gia đình phú quý. Nhưng mà cũng không có chỗ xấu với muội. Tỷ là người con gái xuất giá đầu tiên của Bùi phủ, nếu mà tỷ gả được nơi tốt, cũng có chỗ tốt với muội. Dù sao đều là con gái Bùi phủ, chúng ta vẫn muốn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau mới có thể cùng nhau hưng thịnh. Ta nói, lời này của tỷ thực nói không sai chứ. Ngay cả chuyện Trương Di Nương và khuyết điểm của chính nàng ta đều lộ ra ngoài, ngược lại coi như là thành tâm. Chẳng qua Bùi Nguyên Ca mới không tin, vô duyên vô cớ, Bùi Nguyên Hoa sẽ hướng nàng tỏ ra yếu kém. Nói cái gì tự biết không phải là đối thủ, cho nên cam nguyện chịu thua. Nếu Bùi Nguyên Hoa là người dễ dàng có thể buông tha như vậy, vậy thì không phải là Bùi đại tiểu thư nữa rồi. Nhưng nếu nàng ta muốn diễn trò, thì Bùi Nguyên Ca cũng diễn cùng nàng. Lời này đại tỷ nói đúng lắm. Dù sao đều là con gái của Bùi phủ, bực bội tranh giành thắng thua trong viện cũng thôi, nhưng sao có thể thật sự quậy tung lên. Bùi Nguyên Ca cười mỉm nói, hiện giờ đại tỷ đã có được đồ thêu, nhất định có thể lọt được vào mắt xanh của Ngũ điện hạ, tiền đồ cẩm tú không thể giới hạn, về sau còn muốn xin đại tỷ tỷ chăm sóc ta hơn mới đúng. Không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca lại có thể đáp lại dễ dàng như vậy. Bùi Nguyên Hoa nghẹn lời, nhất thời không biết lời kế tiếp nên nói như thế nào. Bùi Nguyên Ca này làm sao lại khó đối phó như vậy? Biết bộ dáng này của nàng ta thì Bùi Nguyên Ca cảm biết trong đó có kỳ quặc. Hôm nay Bùi Nguyên Hoa tuyệt đối sẽ không là vì chịu nhận lỗi cùng nàng mà bố trí bẫy này. Tứ muội cho qua dễ dàng như vậy, xem ra là không hề tin lời nói của tỷ. Do dự một lát, trên mặt Bùi Nguyên Hoa hiện lên vẻ mặt không hờn giận. Tứ muội nếu còn nghi ngờ tỷ tỷ, xin cứ việc nói, cứ việc tức giận, lúc này mới có thể thể hiện vẻ thiệt tình. Bây giờ không có gì lại dễ dàng đáp ứng như vậy, rõ ràng cho thấy hư tình giả ý. Chẳng lẽ xem ta là đồ ngốc, hay là lấy tỷ tỷ ta thành tâm giải thích, trở thành có tính toán khác, đem ta thành khỉ làm xiếc diễn trò cho ngươi xem. Trong cơn tức giận, bỗng nhiên đứng dậy, khăn che mặt không ngừng lắc lư, dường như giận đến không ít. Âm thanh của Bùi Nguyên Ca rất ủy khuất. Lời này của đại tỷ nói như thế nào? Nói đều là con gái Bùi phủ, muốn ở chung hòa thuận. Lời đại tỷ nói rất có đạo lý, ta tất nhiên phải nghe theo. Chẳng lẽ nói ta cần phải quắc mắt trừng mi, để cho đại tỷ quỳ xuống nhận lỗi với muội mới gọi là bỏ qua? Như vậy mới gọi là thật tâm. Nếu đại tỷ thực cảm thấy như vậy mới có thể an tâm, cho dù ta bị giảm thọ giảm phúc cũng chỉ có thể nhận lấy. Lần này Bùi Nguyên Hoa cũng đã một bục tức giận, cười lạnh nói, người muốn ta quỳ xuống nhận lỗi với ngươi? Bùi Nguyên Ca cũng giận, nhìn ra được lời trước của Bùi Nguyên Hoa chẳng qua là lời giả dối, chẳng thế thì cũng sẽ không nói trở mặt liền trở mặt. Nếu như vậy nàng cần gì phải khách khí, làm ra vẻ tiểu tức phụ cho nàng ta khi dễ. Ta nói tha thứ đại tỷ tỷ, đại tỷ nói ta đáp ứng được quá nhanh, lòng dạ không thật, là hư tình giả ý. Ta y theo ý lời nói của đại tỷ, đại tỷ lại cảm thấy ta làm nhục tỷ. Trái cũng không đúng, phải cũng không đúng, tính tình đại tỷ thật là khó đoán. Ta ngu dốt, vẫn xin đại tỷ dạy bảo muội, muội phải làm như thế nào mới có thể để cho tỷ hài lòng? Chẳng lẽ đại tỷ nhận lỗi cầu xin tha thứ với muội, ngược lại lại muốn muội quỳ xuống nói với đại tỷ hay sao? Đây là đạo lý nơi nào? Cách màn tre, nhìn một đường bóng dáng màu xanh mông lung kia, Bùi Nguyên Hoa chỉ cảm thấy chan chứa trong mắt đều là tức giận. Ta thành tâm thành ý giải thích với ngươi, hy vọng tỷ muội chúng ta có thể cùng hòa thuận, ngươi lại chế giễu, răng bén lưỡi nhọn, nơi trốn đều không để cho ta xuống đài được. Chẳng lẽ thật sự tưởng là ta sợ ngươi hay sao? Dù sao mang theo mũ che mặt, che giấu dung nhan, xung quanh có người biết hay không, Bùi Nguyên Hoa cũng sợ sẽ ảnh hưởng thanh danh của mình, uy hiếp chùa ngòa nói, một khi đã như vậy, chúng ta cứ chờ xem, chờ xem tới cuối cùng là ai có thể cười đến cuối cùng. Nói xong nặng nề vỗ một cái lên bàn trà bằng gỗ thô, chấn động đến ly trà rung nhẹ, nước trà màu nâu nhạt nhất thời văng ra ngoài. Bùi Nguyên Hoa tiện tay ném mấy đồng tiền tới trên bàn, thanh toán tiền trả nước, nổi giận đùng đùng rời khỏi. Đột nhiên cầu tốt nhận lỗi với nàng, lại đột nhiên trở mặt tức giận, bây giờ là đùng đùng bỏ đi. Bùi Nguyên Ca hơi hơi nhíu mi, chập từ không nói, Bùi Nguyên Hoa này tới cùng là giở trò gì? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nhận thấy được khác thường, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngăn cách lụa dệt mỏng mềm mại, mơ hồ thấy vài bóng dáng
vải thô áo xám đang đi tới gần. Tuy là nhìn không thấy rõ lắm vẻ mặt tướng mạo, lại có thể cảm thấy rõ ràng không có ý tốt. Tiểu đương tử, ở trong này một mình chắc hẳn không có ai cô đơn lạnh lẽo, không bằng ca ca đến bồi ngươi. Không cần thấy người, chỉ nghe lời nói thì cũng biết không phải loại người đứng đắn gì. Cũng không phải sao, có thể ở đây gặp được cũng là một loại duyên phận. 7-8 người kia nói xong, chậm rãi hướng tới chỗ của Bùi Nguyên Ca. Xung quanh, người trong cửa hàng dường như đều biết lai lịch những người này, theo bản năng đùn đẩy tránh xa, không lội vũng nước đục này. Ngay cả ông chủ lều trà cũng lén lút núp vào, khách trà ngồi nghỉ chân cũng im lặng không nói rời đi. Trong nháy mắt, chỉ còn một mình Bùi Nguyên Ca ngồi ở trong lều trà, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, rất nhanh sắp xếp chỉnh đốn sự kiện trải qua. Bây giờ nàng ở nơi là khu bình dân kinh thành. Những người này hiển nhiên là du côn vô lại gần đây, tác phong làm việc cực kỳ bỉ ổi, tục ngữ nói tiểu quỷ khó chơi, cho nên người xung quanh cũng không dám lên tiếng. Nếu là bình thường, chỗ Bùi Nguyên Ca đến là chỗ quan lớn quyền quý ở, tuần vệ kinh thành đi tới đi lui, căn bản không có phát sinh loại chuyện này. Bùi Nguyên Hoa hao tổn tâm cơ, thời gian đến trễ, mưu tính nhất định sẽ bị đám đông ngăn cản ở chỗ này, lại mời nàng xuống xe. Chẳng lẽ chính là vì tạo cơ hội cho những thứ du côn vô lại này muốn làm bẩn thanh danh của nàng, thậm chí hủy đi trong sạch của nàng? Không, không có khả năng. Tuy là người xung quanh cũng không dám can thiệp, nhưng dù sao, đây là ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, lá gan những thứ du côn này dù lớn hơn nữa cũng không dám thật sự làm ra cái gì. Nhưng nếu là vì làm bẩn thanh danh của nàng, là Bùi Nguyên Hoa đề nghị xuống xe đi dạo, là Bùi Nguyên Hoa dặn dò hộ vệ trông coi xe ngựa, cũng là Bùi Nguyên Hoa để cho Tử Uyển Mộc Tây các nàng rời đi. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, phụ thân hỏi tới, Bùi Nguyên Hoa khó chối tội này. Đến lúc đó, tất nhiên nàng phải gặp nạn, nhưng Bùi Nguyên Hoa cũng sẽ đánh mất tín nhiệm của phụ thân. Đả thương địch thủ 1.000, lại tự tổn hại 800, Bùi Nguyên Hoa sẽ không làm loại chuyện này, ít nhất bây giờ sẽ không. Bùi Nguyên Ca mạnh mẽ tự trấn tĩnh, ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua màn lụa mỏng, nhìn về hướng bốn phía, đột nhiên đôi mắt nheo lại, trong đám người bắt gặp một bóng dáng áo trắng như tuyết. Tuy là cách màn lụa mỏng mờ ảo, nhưng bóng dáng này Bùi Nguyên Ca thật sự quá mức quen thuộc. Kiếp trước kiếp này quanh quẩn trong ý nghĩ, dấu vết khắc sâu đến một động tác tùy tiện cũng có thể để cho nàng nhận ra người tới là ai. Đồng thời cũng rõ ràng cuối cùng Bùi Nguyên Hoa đang tính kế những gì. Vốn chuẩn bị chu đáo, cầm châm ngọc phía sau thóc mai, lặng yên, không một tiếng động rũ xuống. Lần đó ở Bạch Y Am, bởi vì có hộ vệ Bùi phủ, lại là nữ quyến cả nhà cùng nhau đi vào, nàng không mang theo cây châm ngọc này. Thế cho nên sau khi gặp nạn, thúc thủ vô sách. Từ sau đó, Bùi Nguyên Ca cảnh giác càng chặt chẽ, chỉ cần ra ngoài liền mang theo cây châm ngọc này. Bên trong có thuốc mê Tử Uyển vì nàng bảo chế, hiệu quả vô cùng tốt. Hôm nay hành vi Bùi Nguyên Hoa khác thường, nàng liền cài lên. Có điều là lần này hẳn là không dùng đến rồi. Lòng của Bùi Nguyên Ca từ từ ổn định lại. Đầu lĩnh du côn vô lại đang nghênh ngang đi tới, bỗng nhiên cảm thấy một trận đau đớn dưới chân chuyển đến, chân trái nhất thời không nhấc lên hơi sức, dầm một tiếng nửa quỳ dạp xuống trước mặt Bùi Nguyên Ca. Tiếp đó chỗ đầu gối còn đang đau đớn, trước mặt thủ hạ lại mất mặt như vậy, khiến hắn vô cùng tức giận, nhìn khắp nơi trừng mắt phẫn nộ quát: mẹ nó, người nào dám ám toán lão tử, có bản lĩnh thì đứng ra đây đọ sức một phen, đấm sau lưng tính là anh hùng hào hán gì hả? Trong đám người, Vạn Quan Hiểu nhất thời ngẩn ra, chẳng lẽ là có người can thiệp? Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn phải chờ tới thời điểm nguy kiếp nhất mới ra tay, nhưng hiện tại lại dị biến xuất hiện bất ngờ. Bây giờ bị đám đông chặn ở bên ngoài, xe ngựa không chỉ có Bùi phủ, nói không chừng có người nào đó nổi lên trổ tài anh hùng. Nếu chậm trễ thêm, sẽ vì người khác làm đồ cưới. Dòng chính nữ, hình bộ thượng thư, đây cũng không phải là loại con cháu nghèo hèn như hắn, có khả năng trèo cao. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại nữa. Nghĩ tới đây, lúc này chậm rãi đi ra khỏi đám người, quang minh chính đại, nghiêm nghị quát: dưới trần thiên tử, ban ngày ban mặt, đám đông nhìn chằm chằm, lại muốn khi nhục cô gái yếu đuối. Các người những thứ vô lại này cũng quá càn rỡ rồi, còn không mau cút cho ta. Hắn vốn là diện mạo khôi ngô, toàn thân áo trắng nhanh nhẹn xuất trần, này vừa có mặt liền dẫn tới một trận thán phục trong đám người. Lại vừa nghe lời nói của hắn, nhất thời càng cảm thấy vị công tử này không sợ cường bạo, dám nói lời vì người,
Trong lúc này, trong đám người có rất nhiều làn thu thủy liền nhẹ nhàng đưa tới. Phương Tâm khả khả thầm vương vấn ở trên người thiếu niên áo trắng. Quả nhiên, Bùi Nguyên Ca cười lạnh. Bùi Nguyên Hoa suy nghĩ mọi cách cho Vạn Quan Hiểu bày ra một tướng mạo kinh diễm, anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thần báo đáp ư? Hừ, lại vẫn xem nàng như Bùi Nguyên Ca kiếp trước, không biết gì, dễ dàng khi dễ kia sao? Lầu 2 tiểu lâu cách đó không xa, bóng dáng đang muốn đứng dậy nhất thời cứng đờ, vốn đã lộ ra 3 phần tức giận, lại thêm 3 phần âm trầm, lúc này lại càng băng hàn thấu xương, môi cong lên thoáng hiện ra một độ cong mỉa mai, đôi mắt đen khó phân biệt tối tăm như rượu thạch, một loại sáng bóng thâm thẳm như vậy, nhìn như lạnh nhạt xẹt qua bóng dáng màu trắng kia, đồng tử đen thâm sâu cũng đã thoáng lóe ra sáng bóng như băng tuyết, ngầm rét lạnh dày đặc. Trên đời này lại còn có người dám cướp đoạt công lao của hắn, thật là thú vị. Ngồi xuống vững vàng, ngón tay thon dài giống như ngọc khắc chậm rãi thưởng thức ly rượu trong tay, nhìn như vân đạm phong khinh nhìn cảnh tượng phía dưới. Người là thứ gì, dám kêu lão tử cút? Đầu lĩnh Du Côn vốn là lòng tràn đầy lửa giận, thấy thiếu niên áo trắng một bộ dáng thư sinh nhỏ nhã, càng thêm không để ở trong lòng, bẻ khớp ngón tay, phát ra tiếng vang răng rắc, cười nói dữ dằn: Mao đầu tiểu tử ở đâu tới, cũng dám quản chuyện của lão tử? Hôm nay không dạy dỗ người một chút, người cũng không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Nói xong, nắm tay lớn như bình bát liền hướng về phía Vạn Quan Hiểu nện qua. Nhìn thấy dáng người hắn xinh đẹp thế kia, chỉ sợ đến cả một nắm đấm người này cũng không chịu nổi. Trong đám người nhất thời vang lên một vùng tiếng kêu, tràn ngập ý quan tâm lo lắng. Nhưng mà thân là đương sự, Vạn Quan Hiểu lại tự nhiên không sợ, thuận tay cầm lấy sáo trúc bên hông, gõ, vẫy, vẽ, vạch ra giống như linh xà. Mặt khác, thân hình phối hợp mạnh mẽ linh động như xuyên hoa hổ điệp, chiều chiều đều đánh vào trên người đầu lĩnh Du Côn, chính mình lại không có thương tổn một chút nào. Chờ đợi vòng đánh nhau này qua đi, đầu lĩnh Du Côn đã u lớn xanh tím đầy đầu, Vạn Quan Hiểu thì một hạt bụi cũng không dính tay. Đầu lĩnh Du Côn chật vật, càng làm nổi bật lên Vạn Quan Hiểu phong thái phi phàm. Còn không mau cút đi! Vạn Quan Hiểu nghiêm nghị quát, hay là nói muốn cùng tiến tới thử xem, bạn công tử không ngại phụ bồi? Đầu lĩnh Du Côn biết người này trước mắt là công phu quyền cước rất cao, không phải bọn hắn có thể đối mặt ứng phó. Phô trương thành thế bỏ lại một câu, ấy, hôm nay lão tử tiêu chảy hơi yếu ớt chút, lúc này mới có không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi nếu như thật là có bản lĩnh thì chờ cho ta, chờ lão tử đi trị thần thể yếu ớt này, trở lại lại đấu với ngươi. Ngươi đừng đi, ngươi nếu đi thì chính là đồ trứng rùa khốn kiếp. Miệng phun ra lời dơ bẩn xong, xám xịt dẫn một đám người rời khỏi. Vạn Quan Hiểu áo trắng như tuyết, lúc này như một loại thiên thần, uy vũ hùng mạnh, đẹp đẽ, trong đám người vây xem bùng phát ra từng trận âm thanh trầm trồ khen ngợi. Mà lần này không ngớt thiếu nữ bình dân vây xem, ngay cả xe ngắm cảnh dừng bên cạnh, thiếu nữ quan gia cũng bị hấp dẫn đến, cũng có không ít đôi mắt yên lặng dừng ở hướng chỗ Vạn Quan Hiểu. Một trận gió thổi qua, lập tức có vô số khăn che mặt đúng lúc bị gió nhấc lên, lộ ra dung mạo như hoa như ngọc, và làn thu thủy nhẹ nhàng tán thưởng. Vạn Quan Hiểu coi như không có, cất bước thẳng đến gần Bùi Nguyên Ca, ở chỗ xa 3 bước dừng lại, cài sáo ngọc vào bên hông, lúc này mới chắp tay làm lễ nói, cô nương bị sợ hãi rồi, đừng bị những thứ người ô uế này kinh sợ mới tốt. Với kết quả này, Bùi Nguyên Ca một chút cũng không thấy bất ngờ. Kiếp trước, nàng và Vạn Quan Hiểu vợ chồng 4 năm, bản lĩnh của hắn nàng rất rõ. Vẻ ngoài nho nhã yếu đuối, xuất khẩu thành thơ, nhưng cũng có một thân võ công tốt, được xem là văn võ vẹn toàn. Khoa cử năm đó, hắn thi văn chỉ lên bảng, ở trong tam giáp được xuất thân đồng tiến sĩ, nhưng thi võ là bảng nhãn, lại gồm cả diện mạo tuấn mỹ, thật đúng là điển hình giai tế trong lòng cha mẹ ở kinh đô. Lần trước là ở U Lâm Sơn Cốc thổi sáo ngâm thơ, lần này là ở trên phố xá sầm uất anh hùng cứu mỹ nhân. Bùi Nguyên Hoa thiết kế mỗi lần lên sân khấu cho hắn đều hao tổn tâm huyết, đối phương đã dựng tốt giá đài, nếu nàng không ra mắt hát theo thật tốt, chẳng phải là rất xin lỗi trận hoảng sợ này ư? Nhờ có công tử đúng lúc chạy tới đuổi những kẻ ác này, tiểu nữ mới được bảo toàn. Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng cúi đầu, cả người thật sâu thật nhạt, giống như một loại nước biển trong suốt sạch sẽ thanh nhàn thấm vào lòng người, âm thanh lại càng mềm mại uyển chuyển,
rồi lại đoan trang rụt rè thủ lễ. Không có chút nào cảm giác lỗ mãng, không dám thỉnh giáo, xin hỏi tôn tính đại danh của công tử, tiểu nữ cũng để cho gia phụ đến nhà gửi lời cảm tạ để đáp ơn công tử hôm nay cứu giúp. Nghe một loạt âm thanh mềm mại yêu kiều êm tai như vậy, Vạn Quân Hiểu không khỏi ngẩn ra. Hắn quả là có ý đồ với Bùi Nguyên Ca, vậy cũng là nghe nói tỉ muội Bùi phủ không hợp, đại tiểu thư có ý trị vị tứ tiểu thư này, lúc này mới dùng tới hắn. Vốn cho là chỉ là một người con gái điêu ngoa tùy hứng, hoặc là vẻ ngoài xấu xí ngang ngược kiêu ngạo, nhưng vì tiền đồ thì cũng đáp ứng. Ngày ấy giữa núi rừng, hắn quay lưng lại, cách xa đoàn xe căn bản là không thấy được Bùi Nguyên Ca. Hôm nay gặp lại, lại phát hiện dáng người nàng nhẹ nhàng, khí chất xuất thần, tuy là cách mũ che mặt, xem dáng dấp này chắc là một vị thiếu nữ quý tộc, vẻ mặt xinh đẹp ôn tồn, trong lòng lập tức ý động. Thấy chuyện bất bình, rút dao tương trợ, đây là chuyện chúng ta nên làm, cô nương không cần để trong lòng. Tuy là ý động, nhưng Vạn Quan Hiểu cũng không vội vàng báo lên tên họ, mà không biến sắc kéo lên hứng thú với cô gái này, thậm chí không nói nhiều lời nữa, cười nói, cô nương, nếu không có việc gì, vậy tiểu sinh an tâm xin cáo biệt. Nói xong, lấy quạt xếp bên hông ra, phạch một tiếng, hơi hơi loạng choạng, lững thững rời đi. Tuy là thời gian cực ngắn, nhưng Bùi Nguyên Ca lại thấy được chữ trên quạt xếp kia. Đúng là ngày đó trên đường tiến đến Bạch Y Am, Vạn Quan Hiểu làm ra vẻ ngâm đọc bài thơ kia, trong lòng cười lạnh, lại ra vẻ kinh ngạc, à nhẹ một tiếng lưu lại nói, ý, công tử, xin dừng bước. Nghe thấy tiếng kinh ngạc kia, biết là Bùi Nguyên Ca nhất định đã nhận ra ngày đó hắn chính là người thổi sáo ngâm thơ. Trong lòng Vạn Quan Hiểu đắc ý, nhưng không dừng chân, trực tiếp rời khỏi, lên tiếng cười dài nói, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới, cô nương thật sự không cần để ở trong lòng. Ngày đó trong u cốc, hắn đột nhiên xuất hiện, thổi sáo ngâm thơ, nhưng ngay cả chính diện cũng chưa từng lộ. Hôm nay lại là anh hùng cứu mỹ nhân, để cho nàng nhận ra được mình chính là người ở sơn cốc ngày ấy, gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng, đã làm đủ dáng vẻ thần bí tò mò, trì hoãn, cũng vì dễ dàng dẫn đến cảm xúc của người khác. Hai ngày này lộ diện chắc chắn sẽ khiến cho Bùi Nguyên Ca, vị khuê phòng tiểu thư kia, khắc sâu ấn tượng với hắn, ngày nhớ đêm mong. Hiệu quả như vậy vừa vặn rất tốt. Kiềm chế dừng lại muốn xoay người nói chuyện xúc động với Bùi Nguyên Ca, Vạn Quan Hiểu mạnh mẽ khiến mình rời khỏi. Có lẽ đợi khi lần sau gặp nhau thì có thể lại tiến thêm một bước rồi. Người tập võ, tai nghe mắt nhìn rất linh hoạt, mặc dù có lẽ cách không gần, nhưng âm thanh mềm mại kia của Bùi Nguyên Ca vẫn truyền lọt vào trong tai, môi màu sáng hơi nhếch nhếch. Nhà đầu vô lương tâm, hắn đã cứu nàng mấy lần, cũng từng giúp nàng giải vây liên tiếp, khi nào thì nàng từng nói cảm tạ quà với hắn như vậy. Nhìn chằm chằm gắt gao bóng dáng màu trắng phía dưới kia, sau khi thấy rõ bộ ngoài tuấn mỹ, đôi mắt đẹp liền càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, ngoắc gọi thị vệ tới, khẽ phân phó hai câu. Đầu này, Vạn Quan Hiểu đang muốn rời đi, còn chưa đi được mấy bước, chợt nghe một tiếng quát chói tai sau lưng, đứng lại cho lão tử. Vạn Quan Hiểu theo bản năng dừng chân, xoay người nhìn lại, thấy một thiết giáp tựa như hắc hán tử đứng tại chỗ, mắt như chuông đồng, vẻ mặt rất không hiền lành theo dõi hắn, nói lạnh lùng, như thế nào, đánh người ở địa bàn của lão tử mà nghĩ chuồn đi, vậy coi lão tử là người chết. Nhìn tiểu bạch kiểm ngươi cũng không giống cái thứ gì tốt đẹp, có phải chuyên môn ra ngoài dụ dỗ thiếu nữ không biết tới đây hay không? Tới đây, lão tử với ngươi khoa tay múa chân 300 hiệp, nếu như ngươi thắng, lão tử không nói được câu, về sau thấy ngươi liền đi đường vòng, nếu như ngươi thua, đời này lại xuất hiện ở trước mặt lão tử, lão tử gặp một lần đánh một lần. Tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân thật tốt, nửa đường lại lòi ra một trình rào kim, Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Ca đều chợt ngẩn ra. Bùi Nguyên Ca còn tưởng rằng hắc hán tử này cũng là một phần trong kế hoạch của Bùi Nguyên Hoa và Vạn Quan Hiểu, càng muốn biểu hiện bản lĩnh của hắn. Nhưng nhìn dáng bộ của Vạn Quan Hiểu kinh ngạc mà lại dường như không giống, nghe ý của hắn, chẳng lẽ tên đầu lĩnh du côn lưu manh mới vừa rồi kia thật sự trở về tìm ngươi? Bùi Nguyên Ca nhíu mày, đang do dự, thử thăm dò mở miệng nói, vị tráng sĩ này, người hiểu lầm rồi, mới vừa rồi là có người muốn khi nhục tiểu nữ, vị công tử này cứu giúp, lúc này mới là động thủ, cũng không phải là có ý mạo phạm gì. Hắc hán tử vẫy vẫy tay ồm ồm nói, ấy, tiểu nương tử, đừng bị tên tiểu bạch kiểm này lừa, bây giờ thói đời không tốt, đặc biệt là loại tiểu bạch kiểm này,
Tự biên tự diễn, giả bộ anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, lừa gạt tiểu cô nương chưa dành chuyện đời. Ta xem tiểu tử này không phải là người tốt. Nói không chừng, chính là tự tạo ra loại chuyện này. Trước để ta dạy dỗ hắn một chút, xem hắn về sau còn dám để lừa gạt tại địa bàn của ta nữa hay không. Tự biên tự diễn, lừa gạt tiểu cô nương chưa dành chuyện đời. Màn che rơi xuống, chân mày mảnh khảnh của Bùi Nguyên Ca nhíu chặt hơn. Hắc hán tử này tuyệt đối không phải do Bùi Nguyên Hoa thiết kế, xem ra cũng không giống như là tên đầu lĩnh du côn kia tìm tới để giúp đỡ, mà hình như là giống như là đối địch với Vạn Quan Hiểu vậy. Rất nhanh mày của nàng lại giãn ra. Vạn Quan Hiểu coi trọng mặt mũi nhất, bị hắc hán tử này chế giễu như vậy chắc chắn kiềm chế không được. Nếu không cẩn thận thua một chiêu nửa thức, hoặc là thắng được có vẻ chật vật thì... Tiểu thư, âm thanh Tử Uyển và Mộc Tê chợt truyền tới. Các nàng đang dạo chơi ở bên đường, chợt thấy Bùi Nguyên Hoa tìm tới, cũng không thấy Bùi Nguyên Ca, lại thử nhìn mặt đại tiểu thư dường như rất khó chịu, trong lòng càng thêm lo lắng, vội vàng quay lại tìm tới đây. Thấy rất nhiều người, liền chen qua đám người tới, không nghĩ tới đúng lúc trông thấy Bùi Nguyên Ca ngồi ở trong đó, vội vàng chạy tới luôn miệng hỏi: Tiểu thư, người không sao chứ? Đúng lúc Bùi Nguyên Ca làm bộ như giải thích với hai vị nha hoàn, lại không lên tiếng nữa. Nghe xong lời nói của Hắc Hán Tử, Vạn Quan Hiểu lập tức dâng lên tức giận. Người này rõ ràng là tới vạch trần hắn, lại nghĩ đến vừa rồi ngang ngược cản lại, âm thầm ra tay dạy dỗ người đầu lĩnh du côn kia. Không nhịn được hoài nghi, đây chắc là quý công tử nhà kia không cam lòng hắn khoe khoang như vậy, cho nên cố tìm người tới để nhục nhã hắn. Nhưng Vạn Quan Hiểu hắn là có chân tài thực liệu, cũng không phải là cây gối thêu hoa. Nếu vị trang sĩ này có lòng dạy bảo, vậy tại hạ xin lãnh giáo. Sau khi nghĩ rõ ràng những thứ này, trên mặt Vạn Quan Hiểu lại hiện ra ý cười ấm áp như ngọc, nhưng cũng không có nhắc lại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Loại chuyện này lẽ phải đúng sai là do ở lòng người, nếu hắn thật sự mở miệng cãi lại, ngược lại lại có vẻ như chột dạ, lại để cho hắc hán tử này nói lung tung tiếp. Nói không chừng, vị Bùi tứ tiểu thư kia sẽ nổi lên lòng nghi ngờ. Vì vậy, biện pháp tốt nhất chính là tự nhiên phóng khoáng thắng một trận nữa, ở trước mặt Bùi tứ tiểu thư đây, lại lộ mặt một lần. Tới tới tới, để cho ta tới dạy bảo ngươi một chút, tiểu bạch kiểm muốn lừa tiền gạt sắc. Hắc hán tử giận dữ quát lên một tiếng, vung nắm tay lớn như bình dấm lên, liền đánh về phía Vạn Quan Hiểu. Bắt đầu giao đấu, thì Vạn Quan Hiểu đã nhận ra không đúng, xem ra bản lĩnh của hắc hán tử này nhìn thì giống như mấy tên du côn vừa rồi, nhưng thực ra lại là cao thủ khó có được. Trước khi hành động, còn cố ý, vô ý chặn kín đường lui của hắn, khiến hắn chỉ có thể bỏ ưu thế của mình, đón đỡ quả đấm của gã. Mà sức lực lại mạnh mẽ thô bạo, chỉ một chiêu liền chấn động tới hắn, khiến hắn chỉ có thể lui về phía sau. Lão tử đã sớm nói mà, người tên tiểu tử này chính là lừa tiền gạt sắc đi. Vừa rồi đánh với mấy tên kia, thì làm ra vẻ như là thiên hạ vô địch. Đánh nhau với lão tử một lát, vậy là toàn bộ nội tình lộ ra rồi. Hắc hán tử nhìn như lỗ mãng mãnh liệt, lời nói lại hoàn toàn cay nghiệt chua ngoa. Rõ ràng mới vừa rồi, Vạn Quan Hiểu là dựa vào bản lĩnh của mình để đánh thắng. Nhưng bị hắn nói như vậy, lại giống như là hai bên diễn trò, cố ý diễn cho người khác xem. Giữa mọi người vây xem, nào có người biết cách thức gì? Mắt thấy hắc hán tử này ra tay cũng như những du côn vừa rồi, vị công tử áo trắng này lại không có chút tiêu sái lỗi lạc nào, một chiêu đã bị đánh cho chỉ có thể lui về phía sau, không khỏi trở nên nửa tin nửa ngờ với lời nói của hắc hán tử, trong tiếng thảo luận ong ong như mũi kêu, hỗn loạn mơ hồ. Sẽ không là thật đi, là kẻ lừa đảo chứ? Các loại hoài nghi. Vạn Quan Hiểu nghe được chỉ muốn hộc máu, càng xác định đây là vị quý công tử ấy nhìn hắn không vừa mắt, cố ý tới phá đài của hắn. Bị hắc hán tử này làm cho chật vật như vậy, trong u cốc trước kia như trích tiên, thổi sáo ngâm thơ, mới vừa rồi còn anh hùng cứu mỹ nhân tiêu sái lỗi lạc, toàn bộ đã trở nên tan vỡ. Hình tượng của hắn trong lòng vị Bùi tứ tiểu thư này chỉ sợ có lẽ đã xuống dốc không phanh rồi. Trong lòng đã lo lắng, lại không cam lòng, càng tràn ngập tức giận, oán hận với hắc hán tử này và người phía sau màn của hắn, cắn răng nói: Mới vừa rồi chẳng qua là do ta sơ sót, chúng ta lại tới. Lại đến 100 lần cũng thế, ngươi một tên lừa gạt tiểu bạch kiểm ở trước mặt lão tử phải hiện nguyên hình thôi. Hắc hán tử quát, lần này cũng như lần trước là gây khó dễ cho Vạn Quan Hiểu. Bước lên phía trước, hắc hán tử không chút nào sợ hãi, cứ như vậy quần quýt đánh nhau cùng một chỗ với hắn. Võ công hắc hán tử so ra với Vạn Quan Hiểu có lẽ cao hơn nhiều, nhưng hắn vô cùng tinh quái,
chính là cố ý làm mất mặt mũi của Vạn Quan Hiểu trước mặt người khác, mỗi lần đều cố ý chặn lại đường lui của Vạn Quan Hiểu, khiến cho hắn không có biện pháp đánh trả, mà chỉ có thể chật vật né tránh một quyền lại một quyền mà hắn ta hạ xuống đơn giản lưu loát, mất hết mặt mũi. Những người quyền quý đáng chết này, ỷ vào có quyền thế, cứ tùy ý làm nhục người ở chỗ này như vậy. Trong lòng Vạn Quan Hiểu tức giận, càng lúc càng lớn mạnh. Hai người đấu khoảng chừng trăm hiệp, Hắc Hán Tử tạo một chỗ sơ hở, dẫn tới Vạn Quan Hiểu lấn người lên phía trước, nện một nắm đấm ở trên mặt của hắn. Trên mặt thư sinh đẹp đẽ trắng nõn, lập tức hiện ra một mảng lớn xanh tím lẫn lộn. Gương mặt đẹp đẽ kia cứ như vậy bị hủy diệt triệt để. Chỉ vào mũi hắn quát, lão tử đây là dạy bảo ngươi một chút. Nam tử Hán đại trượng phu, lại như vậy đi lừa ngươi, có vẽ mặt hay không? Lần sau còn để lão tử thấy ngươi đi lừa gạt như vậy, lão tử liền phế thì ngươi. Nói xong, hùng hổ rời đi. Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh, trong lòng không ngừng, cười trộm. Hắc Hán Tử này là cố ý giở trò xấu, trái một câu kẻ lừa đảo, phải một câu tiểu bạch kiểm, cứ như vậy đổ tội danh này lên đầu của Vạn Quan Hiểu, cố ý làm hắn mất mặt, rõ ràng là muốn nhục nhã hắn ở trước mặt người khác. Mặc dù ngăn cắt màn che, mắt không thấy rõ lắm vẻ mặt và dáng dấp của Vạn Quan Hiểu, nhưng dùng đầu gối cũng nghĩ, có thể nghĩ ra lúc này tinh thần của hắn đang bị đả kích đến mức nào. Nhớ đến ân oán tình kiều kiếp trước, trong lòng Bùi Nguyên Ca cảm thấy rất sung sướng, trên mặt lại không giấu giếm chút nào. Nhưng Vạn Quan Hiểu này tạm thời còn phải thu hắn lại, nói không chừng tương lai có ích. Bùi Nguyên Ca suy tính, kể tai nói nhỏ với Mộc Tề bên cạnh, dặn dò vài câu. Mộc Tề gật đầu, đi đến bên cạnh Vạn Quan Hiểu, nói giòn giã. Vị công tử này, tiểu thư nhà ta nói, mới vừa rồi nhận được cứu giúp, vô cùng cảm kích. Lời nói kia của Hắc Hán Tử thì không cần để ở trong lòng. Thắng thua là chuyện thường của người dùng binh, công tử đừng nên vì thế mà để ý. Không biết vết thương trên người có nghiêm trọng hay không? Không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca lại còn đối xử với hắn như vậy. Vạn Quan Hiểu ngẩn ra, lập tức nói. Tại hạ không ngại, xin thay ta cảm tạ tiểu thư nhà ngươi khuyên bảo. Tài nghệ tiểu sinh không bằng người, bằng lòng chịu thua. Nhưng thắng thua luôn thay đổi, trải qua một việc này, ngày sau nhất định càng thêm tỉ mỉ bồi dưỡng tập luyện võ nghệ. Chuyện hôm nay lại là việc nhỏ, đợi thành tài tương lai ra biên cương vì nước đổ máu, vậy mới là khí phách nam nhi chân chính, cho nên tiểu sinh tuyệt đối sẽ không vì vậy mà nổi giận. Mới vừa rồi thắng thua rõ ràng, nếu hắn lại kiếm cớ che giấu, ngược lại sẽ bị người cho là thua không dậy nổi. Thẳng thắn vô tư nhận thua như vậy, còn nói muốn chịu khó tỉ mỉ tiến lên vì nước giết địch, lộ ra khí phách nam nhi rõ ràng, vẫn tương đối có vài phần khí thế ngay thẳng cởi mở. Lại thêm vào gương mặt tuấn mỹ kia, trong lúc này lại giành được rất nhiều âm thanh tán thành, lời nói mềm mại nũng nịu vì hắn vỗ tay ủng hộ. Vạn Quan Hiểu cúi đầu hướng về phía mọi người vây quanh, chăm chú nhìn thật sâu mắt của Bùi Nguyên Ca, xoay người rời đi như vậy. Làm bộ làm tịch. Trên lầu cạnh đó không xa, môi nhạt màu, hơi hơi mấp máy, nói ra mấy chữ. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chòng chọc bóng dáng áo trắng kia. Trong con người đen, lóe ra sáng bóng cực kỳ không thể coi thường. Bên tai chuyển đến âm thanh ám vệ bẩm báo. Cửu điện hạ, đám đông đã tản ra hơn một chút, có thể đi tới bên kia sông Xích Hà. Vũ Hoàng Mặc đứng dậy, lại dừng lại, nhìn chăm chú bóng dáng giống với mặt nước biển xanh thẳm trước mặt. Nhớ đến lời nói nàng vừa mới rồi, phái người khuyên giải, lại bực bội một hồi. Nhà đầu ngu xuẩn. Trong xe ngựa thoải mái đẹp đẽ, Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa tháo mũ che mặt xuống, bốn mắt nhìn nhau dường như có thể bắn ra được ánh lửa mãnh liệt. Rất lâu, Bùi Nguyên Ca hơi nhíu mày, trong đôi mắt để lộ ra một tia tính toán lạnh lẽo, cười lạnh nói, ta đã nói sao đại tỷ đột nhiên lại tốt bụng muốn giảng hòa với ta, thì ra chỉ là vì dẫn ta đi để cho những người xấu xa này giày xéo. Đại tỷ tỷ ngươi quả nhiên là có lòng tốt suy tính. Nếu như ngươi đáp lại ta thật tốt, không lâu sau chuyện gì cũng không có sao? Lại muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Bùi Nguyên Hoa cũng không che giấu, lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Hoa, ngươi thật sự rất to gan, ngươi cũng không ngẫm lại, nếu hôm nay ta xảy ra chuyện, từ đầu tới cuối ngươi đều ở cùng ta, ngươi thoát được dính líu ư? Yêu thương của phụ thân đối với ta, ngươi phải biết, chỉ cần ông cho dù là tí xíu hoài nghi, cái danh Bùi đại tiểu thư này của ngươi cũng làm hết mức rồi. Xưa nay ta nghĩ tới ngươi là người thông minh, không nghĩ đến cũng có thời điểm ngu dốt như vậy. Bùi Nguyên Ca cố ý làm bộ giống như không biết âm mưu của Bùi Nguyên Hoa, cho rằng nàng ta chỉ là muốn hủy diệt nàng.
Hôm nay, Quỳ Nguyên Hoa trước mặt đủ loại dáng vẻ đều là chỉ vì giả dạng để che giấu cho vạn quan hiểu. Chỉ tiếc, nàng ta ở Bạch Y Am trở mặt với Bùi Nguyên Ca cũng không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca đã hoài nghi quan hệ của vạn quan hiểu với nàng ta, tiến tới sinh nghi, lúc này mới bằng mọi cách thiết kế một vòng thẩm lọc. Lúc này, nghe ý của Bùi Nguyên Ca hiển nhiên không đoán được mục đích chân chính của nàng ta, thì trong lòng vô cùng đắc ý, lại ra vẻ rát lẹ nói: Người cho là ta là người ngu ngốc sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện, người che giấu còn không kịp, nào dám vạch trần với phụ thân chứ? Phụ thân quả là cực kỳ sủng ái ngươi, nhưng nếu ngươi trở thành nỗi sỉ nhục của Bùi phủ, ngươi cho là ngươi vẫn còn là con gái kim kiều ngọc quý của phụ thân sao? Mà ngươi đến lúc đó đúng lúc nắm được khuyết điểm của ta, có thể nhân cơ hội gây khó dễ cho ta. Bùi Nguyên Hoa, ngươi thật sự quá ngoan độc, hủy danh tiết của ta không đủ, còn muốn để cho ta trở thành công cụ của ngươi. Bùi Nguyên Hoa dứt khoát diễn trò theo, trong đôi mắt thoáng hiện lên ánh sáng khác thường, chợt quay đầu đi mỉm cười nói: Đáng tiếc, ông trời là đứng ở bên phía ta, ngươi thiết kế xong cho dù có tốt đến đâu, thì sau cùng vẫn là thất bại rồi. Bùi Nguyên Hoa gắt gao nhìn chằm chằm nàng nói: Quả nhiên, mạng của ngươi đủ lớn, nhưng như vậy cũng có thể bị ngươi thoát khỏi. Nói ra, ta còn muốn cảm ơn đại tỷ tỷ Thanh Toàn, nếu không phải thiết kế lần này của ngươi, sao ta có thể... Ánh mắt của Bùi Nguyên Ca hơi đổi, nhưng không có nói thêm gì nữa, một bộ dáng như có chút vui mừng, trong tươi cười lộ ra vài phần dịu dàng. Thanh Toàn? Bùi Nguyên Hoa nheo mắt, ra vẻ nghi ngờ nói: Ngươi có ý gì? Bùi Nguyên Ca lại là chỉ mỉm cười, không hề để ý tới nàng ta, thuận tay đeo khăn che mặt lên, hơi xốc lên màn che cửa sổ, nhìn cảnh bên ngoài. Thấy ánh mắt nàng ta dịu dàng, trong vẻ mặt tỏa sáng, ánh mắt tuy là nhìn ở bên ngoài nhưng là ngơ ngác đờ đẫn, dường như đã đi vào cõi thần tiên tới phương xa không biết tên. Khóe miệng Bùi Nguyên Hoa thoáng lộ ra mỉm cười, cho dù Bùi Nguyên Ca ngươi thông minh, lại đa nghi cỡ nào, ngươi cũng không ngờ tới vị công tử áo trắng kia làm cho ngươi tâm niệm nhớ tới, thật ra là do ta sắp đặt, mà toàn bộ hôm nay đều chỉ là vì để cho hắn lộ mặt ở trước mặt ngươi, mà không phải khiến cho những tên du côn kia khi nhục ngươi. Bùi Nguyên Hoa ta mới không ngu dốt như trong tưởng tượng của ngươi, làm loại chuyện giết địch 1.000 tự tổn hại 800 ngu xuẩn đó. Lợi dao sắc bén thật sự đối phó ngươi chính là vạn quan hiểu. U cốc tình cờ gặp gỡ, lại nghe thấy thiên lại chi âm, bộc lộ tài hoa, trên phố xá náo nhiệt, anh hùng cứu mỹ nhân, đủ loại trùng hợp như vậy, đối với thiếu nữ trong khuê phòng mà nói, chắc chắn có lực hấp dẫn rất lớn. Hơn nữa, vạn quan hiểu thật sự là mỹ nam tử, văn võ vẹn toàn, cho dù có gây khó dễ tới chỗ phụ thân, nói không chừng phụ thân cũng sẽ đáp ứng cửa hôn sự này, mà khi đó mới là Bùi Nguyên Ca ngươi chân chính bước vào địa ngục. Ngươi cho là ngươi trời sinh may mắn tránh được tính toán của ta, ngược lại lại gặp được tình lang? Ha, ngu xuẩn, ngươi nghĩ như vậy mới thật sự là rơi vào trong bẫy của ta. Bùi Nguyên Hoa cũng chuyển tầm mắt, yên lặng ngắm phong cảnh bên ngoài, khóe miệng thoáng lộ ra nụ cười đầy ý nghĩa. Lúc này, Bùi Nguyên Ca mới thoáng thu hồi ánh mắt, nhìn lại hướng chỗ Bùi Nguyên Hoa, vừa hay thấy được khóe miệng kia của nàng ta thoáng hiện lên nét giống như ý cười, khóe miệng cũng theo đó hơi cong lên khinh thường và châm biếm. Bùi Nguyên Hoa bây giờ nhất định cho rằng nàng đã rơi vào cái bẫy tên là lưới tình của nàng ta đi. Vậy thì đến xem, sau cùng rốt cuộc là ai rơi vào bẫy của ai? Trận thi đấu thuyền rồng cử hành ở sông Xích Hà, bởi vậy kề bên này người đông nghìn nghịt, chen chúc không chịu nổi. Công tử, công tử, người đi chậm một chút, đợi nô tài với. Tiểu mạo, trang phục gã sai vặt, cả người thở hổn hển, ra sức chém giết trong đám người, chen lách hướng về chỗ công tử mình qua. Người chậm một chút. Di nhiên cư kia chân lại không dài, cũng sẽ không chạy mất đâu. Lúc này cách trận đấu thuyền rồng còn có một lát, không làm chậm trễ chuyện này của người. Đừng lề mà lề mề nữa, chạy nhanh lên đi. Dù nói thế nào, Bùi bá mẫu cũng là trưởng bối, nào có đạo lý để cho trưởng bối phải đợi. Bộ hoa phục của phó quân thịnh màu lam nhạt, đầu đội kim quan giải tua nhung, trên mặt dịu dàng như ngọc một mảnh sắc lo âu. Đều tại ngươi, kỳ kèo mè nheo, cũng không bảo ta sớm một chút, làm hại ta ra cửa muộn. Nếu để lại ấn tượng xấu cho Bùi bá mẫu, trở về xem ta lột da ngươi. Gã sai vặt xì một tiếng bật cười, cũng không sợ hãi, miệng lưỡi trơn tru nói: Ấy, công tử, người mượn ta làm ngụy trang,
Rõ ràng là công tử người nghĩ muốn gặp mẹ vợ, thay đổi hơn 10 bộ quần áo cũng không đủ. Nếu nô tài không nhắc nhở người, lúc này người lại còn vẫn đang chọn quần áo. Ta nói công tử, người cứ yên tâm đi, tục ngữ nói đúng. Mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt. Như hơn nữa, ngài là người có tài, chỉ cần vừa đứng trước mặt Bùi phu nhân, chuyện có thể đặt xuống rồi. Còn chưa dứt lời, liền bị một tiếng ai ôi nổi lên, cũng là bị chủ tử thẹn quá hóa thành giận, hùng hằng gõ một cái lên đỉnh đầu. Đúng lúc này, đám người vừa bắt đầu chuyển động một trận, chen lấn đến rất nhiều, người đứng đều không vững. Có người thậm chí bị té ngã tại chỗ, bị người chen lấn dẫm xuống, tiếng kêu thảm thiết không dứt, nhưng khó có thể thoát ra được. Thuở nhỏ, Phó Quân Thịnh tập võ không tồi, mắt thấy bên cạnh có một thiếu niên nho nhã yếu đuối, ngã về hướng bên này, thuận tay vịn chặt hắn nói, cẩn thận chút, đứng vững đừng ngã. Thiếu niên kia vốn cho là mình sắp dẫm vào vết xe đổ của những người trước đó, không nghĩ tới lại được người cứu lên, ngẩng đầu lên, thấy rõ bộ dáng người tới, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, ánh mắt lập tức lóe lên, vội vàng lại cúi đầu, tiếng như mũi chậm rãi mà nói, đa tạ công tử. Không có gì, trái lại ngươi, thân thể yếu đuối như vậy, không nên đi đường này, đây là đường đi thông tới sông Xích Hà gần đây. Đoàn Ngọ hàng năm, mọi người chen chúc ở chỗ này, hàng năm đều có chuyện dẫm chết người phát sinh. Nếu như ngươi không vội thì đi xuyên qua ngõ nhỏ này, vòng một vòng lớn, tuy là đường xa hơn nhưng an toàn hơn, dù sao vẫn là tính mạng quan trọng hơn. Thấy dáng người thiếu niên kia nhỏ nhã yếu đuối, Phó Quân Thịnh không nhịn được nói nhiều hai câu. Đang muốn rời khỏi, mắt thấy bộ dáng thiếu niên kia sợ hãi rụt rè, lại nhìn một chút chung quanh đen nghịt người. Ước chừng thiếu niên này cũng chen không qua nổi, thở dài, giúp người phải giúp tới cùng. Phó Quân Thịnh lôi kéo hắn, với gã sai vặt của mình đồng tâm hợp lực hộ tống đưa hắn tới đầu ngõ kia. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, trong lòng chỉ mắc việc khẩn cấp, cũng bất chấp nói cái gì đó với thiếu niên kia, vội vàng lại chen qua hướng về đoàn người. Công tử gia, người có chừng chút. Gã sai vặt đang muốn đuổi theo lại bị thiếu niên kia giữ chặt. Công tử gia của ngươi là ai? Thế tử phủ Thọ Xương Bá. Gã sai vặt vội vã đuổi theo công tử nhà mình, thuận miệng đáp, tránh thoát thiếu niên kia lôi kéo. Thiếu niên kia đứng ở nơi người rất thưa thớt ngoài đầu ngõ, nhìn theo bóng dáng Phó Quân Thịnh rời khỏi, trong con người đen sáng rọi mênh mông, lời thì thào tự nói, thế tử phủ Thọ Xương Bá. Không nghĩ tới Thọ Xương Bá là loại người hào phóng khẳng khái, con trai hắn lại văn tú nho nhã như vậy, lại có lòng hiệp nghĩa. Nhưng mà chờ Phó Quân Thịnh cay đắng đau khổ đuổi tới Di Nhiên Cư, lại phát hiện sự thật hoàn toàn ở ngoài dự đoán, làm cho hắn không hiểu. Người nói cái gì? Bùi Thượng Thư và Bùi Phu Nhân lại không có ở Dư Nhiên Cư? Hết chương 83, tập 20 kết thúc tại đây. Vậy là Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Ca lại một lần nữa tình cờ gặp nhau. Nhưng mà giữa đường thì lại bị Cửu Điện Hạ quấy rối. Và lúc này rõ ràng là Vạn Quan Hiểu đã đắc tội và bị Cửu Điện Hạ ghi thù. Và sẽ có những biến cố gì phát sinh trong hội đua thuyền, các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.